quý vị và các bạn, sau một thời gian chuẩn bị, hôm qua 22 tháng 5, tại 15 xã của huyện Bình Giang đã đồng loạt tổ chức bầu cử trưởng thôn khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024. Đây là cuộc bầu cử nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay từ đầu giờ sáng, chị Vũ Thị Thoa ở thôn Kênh, xã Bình Xuyên đã đội mưa đến nhà văn hóa thôn để thực hiện quyền công dân của mình. Tuy quy mô không lớn như những cuộc bầu cử trước đây, nhưng là người luôn quan tâm tới các hoạt động của địa phương nên chị Thoa xác định đây là dịp để lựa chọn người đủ đức, đủ tài, thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương để bầu vào làm trưởng thôn. Hôm nay đến đây bầu cử thì tôi mong muốn là sẽ bầu được người đại diện cho nhân dân, là người sẽ đứng đầu để lo cho nhân dân và các công việc của nhân dân ạ. Ở địa phương thì cũng là từ trước đến nay nó có truyền thống là về việc bầu cử các cấp đều là rất là thuận tiện, là người dân rất là chấp hành mà rất là tham gia đi bầu rất là đúng theo đúng tiến độ. Là địa phương được sáp nhập từ hai xã trước đây là Vĩnh Tuy và Hưng Thịnh, công tác lựa chọn nhân sự ứng cử chức danh trưởng thôn được xã Vĩnh Hưng chuẩn bị khá kỹ lưỡng trên cơ sở đề xuất từ mỗi thôn và qua các bước lựa chọn theo đúng yêu cầu quy định. Ở nhiệm kỳ này, hầu hết nhân sự tham gia đều đã được giới thiệu tái cử, nên mọi người dân đều nắm rõ khả năng của các ứng cử viên. Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương cũng tăng cường công tác chỉ đạo, nên cuộc bầu cử nhận được sự đồng thuận cao. Đứng về phía chính quyền địa phương ấy, thế rồi cấp ủy đảng chính quyền thì cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền nhân dân để tập trung làm sao mà tổ chức cái cuộc bầu cử đảm bảo đúng đủ thế và an toàn tiết kiệm, cũng như là trong tác bố trí nhân sự đấy thì cũng đặt vấn đề là mình cũng phải có cái công tác chỉ đạo để làm sao thực hiện ngoài cái việc phát huy dân chủ của nhân dân nhưng phải thực hiện theo cái đề án 01, tức là gắn đấy, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn theo đúng cái đề án của ủy ban nhân tỉnh đấy, và của tỉnh ủy. Những ngày qua tại tất cả các thôn trên địa bàn huyện Bình Giang đều được trang hoàng cờ hoa, danh sách ứng cử viên và cử tri được niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu, công tác an ninh trật tự được giữ vững, phiếu bầu và hòm phiếu đều được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Trong cuộc bầu cử lần này đã có trên 34.000 cử tri đại diện hộ gia đình của 15 xã trong huyện bầu ra 80 trưởng thôn. Đây là những người nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín trong cộng đồng dân cư, đủ sức khỏe, khả năng sáng tạo, triển khai thực hiện tốt công tác vận động và quản lý xã hội ngay từ cơ sở.